đầu tiên cho các bạn sẽ gửi toàn thể những khán giả lên chiếc khỏe cho thân thương nhất ạ. Và một ca khúc đầu tiên chúng tôi xin gửi tất cả quý vị, đây là một ca khúc rất là quen thuộc nhưng mà có remix lại ca khúc của Nene, khúc Dòng Vui phối hợp của Vũ Đoàn Nơi đang thực hiện cùng lắng nghe. Music
Nếu như mà quý khán giả yêu thương Thu Ngọc thì chúng ta hãy search lên ủng hộ những ca khúc mới của Ngọc, như là bài hát của mới ra mắt, bài hát Ngày Hạnh Phúc Trong Năm, và một lát sau Ngọc sẽ hát tặng cho tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay ạ. Và bây giờ sao ạ? Hát nghe ca khúc mới không ạ? Hay là Ngọc sẽ hạ bài hát một chút xíu mình lên remix lại ạ? Ủa đi mà la gì vậy? Ai remix dơ lại cho Ngọc thấy rồi, bây giờ Ngọc thấy ạ. Vậy bây giờ Ngọc sẽ hát một ca khúc remix nữa, và ca khúc này cũng rất là đặc biệt, mà Kim Ngọc cũng đã rất thành công năm 2015, năm trong bộ phim mà Kim Ngọc cũng đã khá thành công năm đó. Đó là một bộ phim Điệp Vụ Hoa Hồng. Mình có ai xem phim không ạ? Có ai thích xem phim không ạ? Ai xem phim Điệp Vụ Hoa Hồng rồi ạ? Vậy là có rất là nhiều người chưa xem đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chưa xem thì chúng ta phải về xem nha, tại vì bộ phim nó phát hành cũng lâu lắm rồi, thời nó cũng rất là bùng nổ luôn ạ. Dạ, và Ngọc đóng vai một cái vai trinh sát ở trong cái bộ phim đó, và những cái pha hành động rất là action luôn nha. Nếu như mà tất cả quý vị chưa xem thì chúng ta hãy về gọi Điệp Vụ Hoa Hồng phần 1 phần 2 của Ngọc Kim Ngọc nha. Và bây giờ để không để cho không khí chúng ta lắng động nữa thì bây giờ Ngọc sẽ hát tặng cho tất cả quý vị nằm trong bộ phim đó. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Thanh Đơn, Elemente, Khi Chọn Yêu Anh Chị Nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ.
ai kêu 10 điểm nhờ? Trời ơi, em trai phía trên dễ thương quá, cảm ơn anh nha. Mặc dù mới tới 10 điểm đâu nhưng mà đem một phần điểm à, phần điểm tích cực đúng không ạ? 100 điểm! Tinh thần 100 điểm đúng không ạ? 100 điểm! Xin cảm ơn. Dạ, không có để lãng phí thời gian của tất cả quý vị nữa. Bây giờ chúng ta nghe nhạc nữa, quẩy nữa hay là ba lát ạ? Quẩy nữa đúng không ạ? Nếu vậy thì Ngọc sẽ xuống dưới quẩy với mọi người nha. Còn được một bài nữa thôi hả? Vậy thôi, một bài này thì mình sẽ hát cùng với vũ đoàn nha. Khúc nào mà không có chủ đoàn thì Ngọc sẽ chui xuống dưới quẩy với mọi người nha. Vâng, ca khúc nữa thì Kim Ngọc xin gửi tặng đến các vị đây một ca khúc mà Ngọc mới phát hành trong thời gian vừa rồi. Một ca khúc của Thanh Thuần, bài hát mang tên Ngày Hạnh Phúc Trong Năm, phối hợp của vũ đoàn Em Khề. We'll be right back.
Vâng, thời gian thì có hạn, Kim Ngọc muốn hát nhiều lắm. Nhưng mà ca khúc vừa rồi thì Kim Ngọc xin tạm chia tay với tất cả quý vị đúng không ạ? Vâng, Kim Ngọc xin chào và sẽ hẹn gặp lại tất cả quý khán giả vệ sinh cùng với tất cả quý anh chị Hương Nam. Và Kim Ngọc xin cảm ơn rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn Hương Nam đã tạo điều kiện cho Kim Ngọc đến nơi đây. Và chúc cho tất cả quý vị đã chơi thật là hên nha, thật là may mắn, thật trúng thật là nhiều. Và chúc cho tất cả quý vị ngày mai làm việc thật là may mắn.